Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, công ty Vân Đạo tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ô tô với mạng lưới bán hàng dịch vụ và nhà máy rộng khắp đất nước, là đối tác tin cậy của các hãng xe lớn tại Việt Nam. Công ty Vân Đạo được hình thành từ năm 1996, ban đầu với mô hình là hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh vật liệu xây dựng. Tới năm 2000, công ty chính thức thành lập với lĩnh vực kinh doanh chính như kinh doanh xe gắn máy, máy thi công công trình, nhà hàng, khách sạn. Tới nay, lĩnh vực mũi nhọn của công ty là kinh doanh dịch vụ ô tô và sản xuất ô tô chuyên dùng. Năm 2007, liên doanh với tập đoàn ô tô Trường Hải, phân phối xe Kia, xe khách và xe tải Taco trên địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Năm 2013 và 2014, thiết lập 3 đại lý ô tô 3S Suzuki Vân Đạo tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, phân phối các dòng sản phẩm xe du lịch và xe tải nhỏ Suzuki. Năm 2015, thiết lập đại lý 3S Hino Vân Đạo tại Thái Nguyên, phân phối các dòng sản phẩm xe tải Hino. Năm 2019, thiết lập đại lý ô tô 3S VinFast Minh Đạo tại Thái Nguyên, phân phối các dòng sản phẩm ô tô và ô tô điện VinFast. Đối với hoạt động sản xuất, công ty cũng đã có sự phát triển vượt bậc qua các năm. Năm 2014, công ty có tổ chức hoạt động một xưởng sản xuất với quy mô nhỏ tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Qua quá trình phát triển và nỗ lực không ngừng, đến nay công ty đã xây dựng được 2 nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô Vân Đạo với dây chuyền sản xuất, trang thiết bị hiện đại tại tổ 2, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên và nhà máy tại quốc lộ 3, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Với những thành tựu đã đạt được, năm 2018, công ty Vân Đạo vinh dự được báo Vietnamnet, Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng thứ 20 trên 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Trong hoạt động sản xuất, công ty là đơn vị trong top 10 đơn vị sản xuất, lắp ráp xe tải và xe chuyên dụng tại Việt Nam về năng suất xe xuất xưởng và cũng là đơn vị có đa dạng bản quyền thiết kế mẫu thùng xe tải và xe chuyên dụng. Công ty đã xây dựng một mô hình nhà máy vận hành theo dây chuyền công nghệ và quy trình khép kín từ khâu thiết kế sản phẩm, kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào đến khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm xuất xưởng. Các công đoạn đã được lập trình. Theo đó, các sản phẩm xuất xưởng luôn đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Với sự đầu tư và hoạt động nghiêm túc, ô tô Vân Đạo tự hào đã tạo ra đa dạng sản phẩm, giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và nhu cầu của khách hàng. Cung cấp sản phẩm xe tải chuyên dụng phục vụ cho các hãng taxi lớn. Cung cấp sản phẩm xe chuyên dụng cho các doanh nghiệp chuyên về môi trường. Cung cấp xe cho các nhà sản xuất điện máy, điện tử. Cung cấp sản phẩm xe ô tô tải đảm bảo an ninh trật tự tới Bộ Công an với số lượng lớn, phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự cho lực lượng công an xã phường trên toàn quốc, đặc biệt các tỉnh biên giới hải đảo. Đóng thùng xe chuyên dụng của Bộ Quốc phòng, đóng thùng xe cho Hyundai Thành Công Thương mại, cung cấp cho các doanh nghiệp vận tải lớn, cung cấp cho bà con nông dân giải pháp vận chuyển toàn diện. Với bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh và dịch vụ ô tô, sản xuất lắp ráp thùng xe tải và xe chuyên dụng, trải qua quá trình đánh giá khắt khe về uy tín của chủ đầu tư, năng lực tài chính, kinh nghiệm, bộ máy nhân sự, phương án kinh doanh, tháng 8 năm 2022, công ty Vân Đạo vinh dự được Hyundai Thành Công Thương mại, nhà sản xuất, lắp ráp phân phối xe thương mại hàng đầu Việt Nam, mời hợp tác, trở thành đại lý, đại diện chính thức tại Thái Nguyên, Bắc Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc, phân phối các sản phẩm xe thương mại của tập đoàn Hyundai, cung cấp phụ tùng chính hiệu và dịch vụ hậu mãi sau bán hàng. Trải qua 7 tháng tập trung cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ, hoàn thiện quy trình, tháng 2 năm 2023, đại lý Hyundai Vân Đạo đã được chính thức đi vào hoạt động. Vân Đạo Group là một trong những công ty hình thành từ một doanh nghiệp và trách nhiệm hữu hạn. Chúng tôi có phân phối rất là nhiều các cái sản phẩm ô tô và cũng đã được trên 20 năm thành lập. Thì với cái kỳ vọng mà đưa Hyundai về thị trường Thái Nguyên ấy, chúng tôi mong muốn là phục vụ bà con, các doanh nghiệp, các đơn vị làm vận tải với một cái sản phẩm tốt, chất lượng, tiết kiệm và nó phù hợp với cái nhu cầu tiêu dùng cũng như là các cái ngành nghề phát triển trong kinh tế của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung. Chúng tôi có tổ chức sản xuất và đầu tư một nhà máy nghiêm túc sản xuất ra
xe chuyên dụng dựa trên cơ sở và nền xe Hyundai. Thì chúng tôi mong muốn là chúng tôi sẽ sản xuất lên những chiếc xe Hyundai có được những các cái công năng sử dụng phù hợp với các cái ngành nghề của những người tiêu dùng cũng như là các cái đơn vị kinh doanh vận tải chuyên nghiệp. Và đặc biệt là chúng tôi hướng tới những cái xe chuyên dụng phục vụ cho các cái cơ quan nhà nước, rồi các cái lực lượng vũ trang. Với một cái sự nghiêm túc trong công tác đầu tư, thì chúng tôi lựa chọn Thái Nguyên là một trong cái mảnh đất chúng tôi mang ơn và chịu ơn nhiều năm nay. Chúng tôi cũng sẽ làm những cái điều tốt đẹp cho tỉnh nhà. Hyundai Vân Đạo được thành lập với tầm nhìn hướng tới trở thành đại lý phân phối xe Hyundai thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Hyundai Vân Đạo tọa lạc tại quốc lộ 3, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Vị trí trung tâm giao thương giữa ba thành phố của Thái Nguyên: thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên. Đặc biệt, vị trí tiếp giáp với nút giao với cao tốc quốc lộ 3 mới Hà Nội Thái Nguyên, kết nối Thái Nguyên với các tỉnh lân cận, rất thuận tiện cho khách hàng và đối tác đến với Hyundai Vân Đạo. Trên quy mô 5.000 m2, Hyundai Vân Đạo được thiết kế theo tiêu chuẩn nhận diện GDSI mới nhất của Hyundai toàn cầu, mang tới cho khách hàng những trải nghiệm về sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Showroom với diện tích 500 m2, mặt tiền 50 m, không gian trưng bày xe sang trọng và hiện đại. Cùng với đó là đội ngũ quản lý bán hàng chuyên nghiệp, phục vụ tận tâm, sẽ tư vấn khách hàng lựa chọn được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và hỗ trợ khách hàng thủ tục mua xe trả thẳng, trả góp, hỗ trợ các dịch vụ đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm một cách nhanh chóng và thuận tiện. Các phòng ban chức năng văn phòng được trang bị hiện đại, phục vụ tối đa cho công tác quản trị và bán hàng khi hoạt động. Với đội ngũ quản lý và kỹ thuật viên tay nghề cao, có nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu theo tiêu chuẩn của Hyundai toàn cầu về dịch vụ. Quy trình dịch vụ khép kín từ khâu tiếp nhận xe, chẩn đoán, lên báo giá và thực hiện các công việc sửa chữa, bảo dưỡng tới khi bàn giao xe tới khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp. Từ đó mang tới khách hàng sự yên tâm và hài lòng cao nhất khi đến với Hyundai Vân Đạo. Xưởng dịch vụ Hyundai Vân Đạo có 10 khoang sửa chữa, đáp ứng tiếp nhận tới 50 lượt xe tới bảo dưỡng, sửa chữa mỗi ngày. Với sự quan tâm đặc biệt dành cho khách hàng, phòng chờ khách hàng được thiết kế rộng rãi cùng nhiều trang bị tiện nghi và lễ tân luôn sẵn sàng phục vụ, sẽ giúp khách hàng thư giãn hơn trong khi chờ nhận xe. Khu vực tiếp nhận xe, phòng tiếp nhận dịch vụ, khu vực thu ngân và các phòng ban chức năng được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn của Hyundai toàn cầu. Các trang thiết bị của xưởng dịch vụ được trang bị đồng bộ, hiện đại như máy chẩn đoán chuyên dụng GDS cho xe Hyundai, hệ thống kiểm tra xe xuất xưởng gồm kiểm tra phanh, đèn, trượt ngang, khí xả được nhập khẩu từ Hàn Quốc, hệ thống cầu nâng 4 trụ chuyên dụng dành cho xe tải đối với các khoang sửa chữa nhanh, cùng nhiều trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Hyundai toàn cầu. Vận hành theo tiêu chuẩn của Hyundai thành công thương mại, luôn đảm bảo cung cấp và đáp ứng 100% nhu cầu về phụ tùng chính hãng. Các phụ tùng chính hãng luôn đảm bảo chất lượng, độ bền, chế độ bảo hành và tính năng vận hành tốt nhất. Từ đó kéo dài niên hạn sử dụng cũng như đảm bảo an toàn cao nhất cho khách hàng. Hyundai Vân Đạo được đi vào hoạt động sẽ góp phần nhỏ bé của mình đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Sông Công cũng như tỉnh Thái Nguyên, tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động tại địa phương, thúc đẩy các ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực phụ trợ khác cùng phát triển. Tôi rất vui khi được làm việc trong môi trường tốt, cơ sở vật chất được công ty đầu tư bài bản, quy trình làm việc thuận tiện, các chế độ lương thưởng cho người lao động luôn được công ty quan tâm đảm bảo. Là người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực dịch vụ phụ tùng ô tô, tôi rất vinh dự khi được công ty lựa chọn và tin tưởng. Tôi luôn nỗ lực làm việc thật tốt vì sự phát triển của công ty và đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng. Sản phẩm xe thương mại Hyundai được sản xuất trên dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ và hiện đại bậc nhất trong khu vực, theo quy trình quản lý nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế của tập đoàn ô tô Hyundai, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu toàn cầu. Các sản phẩm do chúng tôi phân phối gồm có dòng xe tải nhẹ Hyundai, Hyundai New Porter 150, New Mighty N250, New Mighty N250 SL, New Mighty 75S, dòng xe tải trung Hyundai, Hyundai New Mighty 110S, 110SP, 110XL, New Mighty X-Series, XGT,
xe tải nặng và đầu kéo Hyundai, Hyundai HD 240, xe tải tự đổ trộn bê tông Hyundai HD 270, Hyundai HD 260, HD 320, xe đầu kéo Hyundai HD 1000, Hyundai Accent GT, xe khách Hyundai, xe 16 chỗ Hyundai Solati, xe 29 chỗ Hyundai Country, xe 45 chỗ Hyundai Universe. Tận dụng được lợi thế sẵn có với nhà máy sản xuất, lắp ráp thùng xe tải và xe chuyên dụng hàng đầu Việt Nam, trên nền các giải sản phẩm xe tải Hyundai, Hyundai Vân Đạo sẽ tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm và giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và nhu cầu của khách hàng, đồng thời cùng thành công của khách hàng và đối tác. Các sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, phục vụ lực lượng an ninh, quốc phòng, các sản phẩm thùng xe tải, phục vụ cứu hỏa, vệ sinh đô thị, công cộng, lĩnh vực y tế, truyền hình, thùng ben, thùng xe đông lạnh, gắn cẩu, xe chở gia súc gia cầm cũng sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới. Thứ nhất là nói về Vân Đạo thì từ lúc chưa kinh doanh về mảng ô tô này mình đã biết đến rồi. Thứ hai đó là cái sản phẩm dòng Hyundai ấy, là nói với bản thân là bên đơn vị mình đã sử dụng một con xe đã gần như là sắp hết niên hạn rồi và muốn mua tiếp một con xe mới cũng là dòng Hyundai đó gối tiếp theo cái xe mình đang sử dụng bây giờ. Đấy là cái nhu cầu thiết thực, bởi vì qua quá trình sử dụng lâu dài thì bản thân anh em lái xe đánh giá và bản thân cơ quan đơn vị sử dụng cũng thấy về chi phí và mọi các khả năng vận hành nó đều an toàn và tiết kiệm. Để có sự thành công ngày hôm nay thì cũng như tôi cũng chia sẻ là do người lao động của Vân Đạo nỗ lực và do những khách hàng tin yêu những sản phẩm và quá trình nhào nặn làm cho chúng tôi hoàn thiện dần về ý thức trách nhiệm với xã hội và sản phẩm, và đặc biệt là được các cái cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và đặc biệt là thành phố Sông Công là hỗ trợ cho chúng tôi về các cái thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính và con người và rất tận tình hỗ trợ để chúng tôi có được những cái thành công đó. Hơn nữa là chúng tôi đã có được những cái khách hàng trong nước và các tỉnh lân cận rồi tỉnh Thái Nguyên tin yêu và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bấy lâu nay. Chúng tôi tin tưởng rằng đại lý 3S Hyundai Vân Đạo đi vào hoạt động sẽ mang tới quý khách hàng, quý đối tác những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất. Sự hài lòng của khách hàng cũng chính là sự thành công của chúng tôi.